Hôm nay shop phụ kiện Samsung sẽ hướng dẫn các bạn dán màn hình kính cường lực hiệu Nikin CP cộng Max cho Galaxy S8 và S8 Plus. Mình sẽ mở hộp chiếc dán màn hình kính cường lực hiệu Nikin của Galaxy S8 Plus. Chiếc kính của Galaxy S8 nó tương tự, chỉ nhỏ hơn của S8 Plus một chút. Bộ sản phẩm thì bao gồm một chiếc kính cường lực dán màu đen. Bởi vì mặt trước của Galaxy S8 và S8 Plus đều là màu đen, nên kính cường lực shop phụ kiện Samsung nhập về cũng chỉ có một màu đen. Bộ sản phẩm bao gồm là kính cường lực và khăn lau và sách hướng dẫn sử dụng. Bộ khăn lau thì bên trong này các bạn có thể xem, đây là bộ lau màn hình. Nó sẽ bao gồm một tấm lau ướt, một tấm lau khô, một tấm vải lau và một tấm giấy lấy bụi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán màn hình kính cường lực của Galaxy S8, S8 Plus. Đầu tiên thì các bạn sẽ lau sạch màn hình của Galaxy S8 Plus của các bạn. Sử dụng miếng lau số 1, đấy là miếng lau ướt, để làm sạch màn hình, làm sạch các vết bẩn ở trên màn hình. Tiếp theo thì các bạn sử dụng miếng lau số 2, khăn lau số 2 để lau khô màn hình lại của các bạn lại. Ok, và các bạn có thể sử dụng cái khăn lau để lau lại màn hình cho nó, để đảm bảo 100% là màn hình của các bạn không còn bụi ở bên trên. Sau đó thì các bạn cầm tấm kính cường lực này, các bạn bóc lớp ni lông ở mặt trong của tấm kính cường lực ra. Các bạn ướm tấm kính cường lực vừa khít với màn hình. Các bạn đặt cho nó chính xác, bởi vì là nếu các bạn đặt lệch thì các bạn có thể nhấc lên các bạn đặt lại được. Các bạn cố gắng đặt chính xác. Các bạn ướm phần trên trước, phần các cảm biến trước. Sau khi các bạn đã đặt khớp cái kính cường lực lên trên màn hình thì các bạn có thể vuốt từ các bạn vuốt mạnh ở phần màn hình để cho cái miếng kính cường lực nó ăn sát vào màn hình. Mình sẽ test thử cái độ nhạy của cảm ứng sau khi đã dán kính cường lực. Các bạn có thể xem phần tin nhắn. Tương đối là nhạy ạ. Như là không dán luôn. Các bạn có thể thấy độ nhạy của cảm ứng không hề thay đổi thì các bạn dán. Và các bạn cũng có thể kiểm tra cái độ nhạy cảm ứng bằng lệnh ở trên bằng lệnh của Samsung, sao thăng không sao thăng. Các bạn nhớ vào phím túc. Các bạn có thể kiểm tra độ nhạy cảm ứng ở đây. Ok, pass. Khác hoàn toàn so với những tấm kính cường lực của Galaxy S7S trước đây. Kính cường lực dùng cho Samsung Galaxy S8 được sản xuất với chất lượng gia công khá là tốt và mang lại độ nhạy cảm ứng tương đối tốt. Ok, các bạn có thể xem xung quanh phần viền sau khi đã dán. Sau khi đã dán thì phần viền của cái mép của cái điện thoại thì nó hơi nhô cao một chút so với trước khi dán, bởi vì nó là một tấm kính. Nhưng mà điều này thì không ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm. Mình sẽ test thử cho các bạn thấy về độ chống xước của chiếc tấm kính cường lực này. Đấy, mình sẽ sử dụng một chiếc kéo. Các bạn có thể thấy là do nó là kính cho nên là nó chống xước rất hiệu quả.
Đồng thời kính cường lực này thì nó chống bám vân tay cũng tương đối tốt. Ok, các bạn cũng có thể kiểm tra kính bằng mình kiểm tra bằng chuôi kéo thôi. Với sản phẩm kính cường lực cho Galaxy S8 thì các bạn có thể dễ dàng dán ở nhà. Các bạn có thể mua về tự dán, rất là đơn giản, nó không như miếng dán dẻo. Để mua sản phẩm thì các bạn có thể truy cập website phuketsamsung.com hoặc liên hệ số hotline 0129 959595, hoặc các bạn có thể qua cửa hàng, shop sẽ dán trực tiếp cho các bạn tại cửa hàng. Xin cảm ơn các bạn.